đây ở đây một hang này, mình nghiên cứu hang này đã, không không biết được không? Khai thích gì đấy, mình ấy à? Đâu tịt? Đau bây giờ là máu mò đấy. Đây, đó thằng ngôm đó, hay hay mò này, mò thử xem, có không? Con nhỏ, con nhỏ. Đấy, được một em nhỏ, cua. Đây, đây. Không, chắc chắn khả năng vẫn có đấy, mò tiếp đi. Ừ, có. À Vinh, mất khuấy nhá hình gây nè. Con nhỏ thì tha cho nó đi. Còn tênh khẩn cả hạn. Nhỏ quá thì tha cho nó. Đấy, ít còn tênh. Còn tênh nữa chứ. Ít khuấy nhá hơi tê cơ. Khuấy nhá cho nó, cho nó cuột trên đây. Chú Trung đang nghiên cứu ở chỗ hòn kia rồi, không biết có. Có không? Xem hòn này nào chú Trung ơi. To kia. Ừ. Không ngủ đâu quá. Đang cảm giác nó đi đi lại lại sao ấy. Chỗ hòn này. Bên này nếu vào bên này đúng không? Ít nước. Không có. Ma thường lưới mà hạ lắm. Biết có chín không? Tảng chín á. Chín đâu. Hả? Ở đâu? Ở đâu? Ở bên nào để Uy? Kia nó có quả. Chín không? Quả chín không? Có lõi. Ừ, chưa chín à? Bố nói chuối cắt cơn à? Ừ. Đói lắm rồi à? Đây ăn cái phần lõi dưới này ngon, mới ngon này, bùi. Chú Vinh ăn không? Lõi chuối này, ra đây ăn này. Ra một em. Ừ, to phết nhở. Ôi, má lắm. Nó chuối. Bình tĩnh chứ. Xử lý kiểu gì đấy anh Hoàng ấy. Thôi bẻ đi còn. Cứ khửn bữa đang ẩu. Cho mày hết kẹp. Ngon. Cái ảo ảo. Bốc cải mưa đâu. Cải như nó. Mưa tăng hao luôn, khuyến mưa luôn nó. Cải ăn cải khuyến mưa cho người tăng quên mình nữa. Ngọt thế. Cắt cất lối chuối. Ừ, kia có hoa nó. Hoa nó nhiều lắm, ở rừng này này toàn rừng chuối mà. Và hẳn rộng nữa. Vườn nữa. Đây gọi là rừng chuối. Chị Khai, cái đấy, cái này là vườn chuối của nhà em, cứ lưới thoải mái đi. Để nói, đấy là hoa chuối các bạn ạ, nón chuối. Ở dưới thì gọi là nón chuối. Người lắm. Khai đang đi hoa chuối ở trong kia. Không nhẹ hình á. Giải đến đây mới ông nữa thôi nó. Ừ. Giải đến đây vô phao này chứ ông có áo thế quá. Chỗ này hết nước rồi, bởi vì họ chặn ở trên kia để cho vào máy điện nước ấy.
ลายซะก็หอมก็หอมเสือลำนิ้นอ่ะน่ะตุ้ยมาเอาแม่เผาต้องเดินเถอะไอ้ลงvừa đi vừa chặt lói chuối để ăn cho đỡ đói các bạn ạ. Tí em mệt đây. Cứ cho là lầy bụng á. Cứ cho lầy bụng chưa à? Xem nó để ý nhá. Cầm nó xong mà hai thẻ nó chan, ở bình mấy cái đấy khốn không nào.เห็นแค่ตัวปูมันแตกแล้วดังร้อยเติมอันร้อยสวยงามวะเด็กมันเองคนแบ๊ะเนี่ยเลยคนแบ๊ะทีเนี่ยแบ๊ะทีขนาดอันเติมซะสวยก็ตุ้งเติมเลยเห็นยูจุ้งจุ้งกลับเลยเช้าไม่รู้อะไรเขาลุ้นเลยจริงว่าลุ้นของคนไหนอ่ะไม่เดือดตังค์รับดีเรื่องนาวเนี่ยเป็นนาวก้อนเลือกดีดีด้วยได้เดี๋ยวดีหมดแค่ข้ากันเอ็มหยอกขึ้นไหนเนี่ยDi chơi sướng quá bạn ơi. Sau những ngày làm việc mệt nhọc vất vả, đi chơi rừng lại rất là mát mẻ sảng khoái rồi. Có mệt một tí nhưng vui lắm. Ôi ngã đấy, cẩn thận. Khay được mấy hoa chuối rồi Khay ơi? Hả? Mấy quả? Mấy quả hay 100 quả?Hết cả rừng chuối rồi. Khay vào vườn chuối chứ phải rừng đâu. Cái gỗ mục. Rêu lại đá cái chuẩn hơn, loại này nhanh chết lắm. Chui xuống dưới này này. Mình phải ngồi hẳn xuống mới đi được. Vướng cái ba lô. Ái da, không đi nổi. Vướng lắm. Ái da.ของพอได้ของมอนเฮ้ยป๋ามอนดิดีมันคนกลัวไรเนี่ยมันเข่ามันต้นมันปอมันเนาะห่างกลัวบัดถือแซมเลยเอาดีขอบปะở trên này không thấy cua mấy nhỉ? Có ít nước quá chỗ này. Con cua nó tản kim xuống dưới kia rồi. Mình có quẩy xuống này quá để hoa chuối các bạn ạ. Đi một quẩy tím lạ và có luống luống chút săn hoa chuối.
hoa to này. Chú Vinh ơi. Chị của em bảo em vác đấy cây chuối này về cho bò ăn kìa. May ra đi lấy con bò lên được. Sướng quá. Bà diệt nhau cái hâu. Ít người đi qua hay sao? Đúng rồi, rậm rạp lắm chỗ này. Đến chỗ đường gì đi rồi. Đợi đến vườn chuối của Khay nữa rồi. Cây chuối. Cây to nhưng mà hoa nó bé nhỉ. Nó mọc dày quá nên chỉ cao lên. Trên này họ làm nương rồi các bạn ơi. Cho anh em mình đến trên này xong là ra ngoài kia thôi. Ừ, muộn rồi. Để ăn cơm. Muộn rồi đấy. Ngọt tí. Nhanh lên. Mệt lắm rồi. Chú Bình. Chú chung hết mấy cây chuối rồi đấy. Ba cây rồi. Ba cây rồi à? Lấy củ nó thôi. Củ chuối. Lấy củ chuối, ăn củ chuối đúng không? Toàn cây chuối các bạn ạ. Cây hùm này, cây to còn nhiều lắm. Bạn cho ông chú Trung nhá. Xem thành quả của mấy anh em kiếm này. Đấy. Chủ yếu là chú Trung với thím Trung là được nhiều thôi. Chỉ được phát chuối thôi. Chú Vinh đâu, lủ vào đây. Đây đây, đâu nhặt ra xem mà. Em ăn nhiều. Em lấy hoa chuối thôi. Hoa chuối thôi. Còn nấm mục nhí nữa. Bà quẻ ở kia bà quẻ lên đây chẳng. Ủa con kia. Con gì nhảy đấy. Ôi chạy rồi. Ăn cái hàng mầm xưa đây. Hê hê, to thế nhỉ. Ăn ăn mấy lít tín xưa hơn nếp xong cả mắn khóa xưa. Đúng rồi. Mắn ăn ra. Ui, có con gì đây này. Ăn tố nó có. Ôi nó chạy rồi. Ăn đấy. Đi gì? Tố này. Tố mắn lần bám này, có con bám này. Này. Ăn này mình đi nướng đi, ăn hết. Này, này. Ô, con ốc của ai nhặt đấy? Nhiều phết đấy nhờ. Ừ. Bữa đấy. Bây giờ là anh em mình sẽ xuống lán ương của chị Thiên thôi nhờ. Mình đi ăn ở chỗ lán nương cho nó thoải mái đi. Đây. Quá, mình chăm chăm đây. Đây, chú Vinh lên trên kia để lấy lõi chuối các bạn ạ. Đi về ăn. Cả thím Trung nữa, thím Trung thì ở đằng kia kìa. Không nổi rồi. Gần không đi nổi rồi. Ta cũng mỗi cây chuối mà không nổi à. Có lói của nó thôi đấy. Có phải cây đâu. Còn chưa nói đến cả cây ấy đâu. Đúng rồi, lói nó thôi. Đây bữa trưa đấy. Anh em mình sẽ lấy đi làm lạp ở chỗ chú Thiên Minh. Có máy không ấy? Nó ca vậy hết trơn rồi.
còn mừng cá kín lẽ. Bà xong bà tiến mừng kín con này cây hoa cây dạng họ xiềng ấy ạ, cây này hoa rừng, cây hoa rừng, cây non của nó để khai cũng được mấy cây nó cành này lốt ăn ngon lắm nhé. Nó mỡ này lấy đi cả cù to này thôi. Lấy phóng nữa chứ đó. Ông nó kiểu con vò. Ăn lá nó à? Ta anh ăn đói chuối rồi mà. Đói rồi. Đói rồi. Bây giờ 1 giờ rồi mà. 12 giờ. 12 à? Thế ông bụt. Gần như ông già Noel. Giờ là anh em mình bắt đầu đến dốc. Có 5 quả hoa chuối không mùi cái đán nương của chú Thiên Minh các bạn ạ. Chú ấy tên là Minh nhá các bạn nhá. Thiên là con trai của chú ấy thôi. Mình trên mình hay gọi theo con ấy. Đây nương chú ấy này. Xong rồi ở trên kia nữa. Giờ đây anh em mình sẽ làm cơm. Đói lắm. Sao đấy kẹp tay à? Bây giờ là khay và thím Trung, thím Uân sẽ rửa cua các bạn ạ. Được nhiều lắm mày em bạn này. Nước măng chua nhỉ? Hôm nay là mình có mang thêm theo nước măng chua đấy. Hay là nấu cua này với nước măng chua đi nhỉ? Sao suốt ngày kẹp thế? Kìa, lại kẹp nữa đi. Đấy. Hết chưa? Cảm hả? Cảm có không đấy. Có tay vào lại kẹp như khay đấy. Ốc kia không ăn được đâu quá. Không ăn được quá nào.
Nó kia một con thôi, thôi thả nó đi. Nó là vỏ ăn phân đi. Ăn thu còn lô nè bà. Đây này, mấy anh em đi làm nương tối hôm qua họ soi làm cái thịt nhái sấy các bạn ạ. Nhái gác bếp ấy. Nhưng mà trên này thì phơi nắng. Đây các bạn thấy cua to chưa? To lắm này. Chú Thiên thì đang đi đặt vế vào được một con chim rồi sao ấy. Tí là chú Trung chú ấy sẽ chế biến. Đậy chú ấy. Bẻ càng đi, càng nào kẹp thì bẻ luôn đi. Sao suốt ngày bị kẹp thế? Đau lắm à? Quá nhiều luôn. Ui, mọc lông phần xùi này. Nhìn to. Cua thích quá bạn ơi. Con này to nhất. Ở đài. Dưới mình thì ít khi có cua này lắm bạn. 1 cân đấy nhở? Hơn cái này hơn. Hơn con cân. Này già rồi. Con phải gần 2 cân đấy. Cái này nó mọc râu rồi. Chắc bằng tuổi chú Thiên Minh đấy nhở? Tí về hỏi chú ấy thử xem. Hôm nay là nấu nước măng chua thôi. Xong là mình đập tỏi với các thứ vào. Ô cho cái lá, cái hoa rừng non ấy. Hoa rừng non ấy. À. Đúng, cho cái kia vào. Chắc ngon đấy. Chú Vinh cứ lựa đi lựa lại xem con cua. Không nó. Lúc tìm nó. Em đang định tìm lấy một con khỏe mà nó chưa chết đi. Về cho voi xem. À. Có con nào cũng chết hết rồi. Có một con. Sống mà vẫn chạy đấy chú Vinh đấy. Thế Khay và chú Vinh đang chuẩn bị tỏi với con sống thôi. Dạ em còn sống. Cây cây gần như cây giềng ấy các bạn. Tức là cây non này, cây rừng non này, cây manca. Đấy, nó manca đi nhờ. Đấy, cho vào món canh cua nha các bạn nhá. Canh cua ở trên này thì chỉ có cua và tỏi này, ớt. Đấy, xong nước măng chua thôi. Nước măng chua thì hôm nay mình mang ở nhà đi rồi. Cho tí nữa đi. Thôi, nước măng chua khiến chua phết đấy. Cua này lúc đấy hỏi chú Trung rồi, chú Trung bảo là nếu mà gọi cũng chịu thua loại này ấy, không ăn nổi. Nó có con gì nó bám ấy nhỉ? Nó bám ở chân ấy, không ăn nổi đâu. Còn cua ở ngoài đồng ở khu mình ấy thì mới ăn thôi. Còn ngoài đồng ở khu khác thì cũng chả dám ăn đâu các bạn ơi. Dài ướn chứ năng, ướn sủa ướn. Thế là con cán cổ nó hành mà nó nào, nó đi kêu được cán. Khải đang băm tỏi này, ừ. Tỏi cho vào nước măng chua rất là hợp luôn. Ở trên này không kiếm được rau gì cho vào chứ nhiều canh cua này. Đây lúc nãy chú Thiên vừa vào là gọi điện ấy, vừa vào là mang về để ở chỗ lán nương rồi. Nên là vào khay. Đây này. Vào chế biến trước. Chú đây. Sống đây này, chưa chết đâu. Đấy. Dính lưới nhỉ? Dính lưới đấy. Thế nhỉ? Con này to hơn đấy, đấy đấy đấy. Ui ui. Cẩn thận nhá. Không sợ đâu. À mất thì. Khay lần đầu tiên nhìn thấy con này đấy sao ấy? Đây con gà. Đấy. Bấy được các bạn ạ. Tiếc là mình không đi cùng. Rớt hết cả mình. Không đi cùng không quay được cảnh đấy. Ui, hay thế nhỉ. Đây, lấy đi nuôi đi nhỉ. Đấy. Tôi đang đói này để nó nuôi anh em mình trước à. Đúng rồi. Chút Thiên vào ấy mà. Cẩn thận nhá, không là đi là mất ăn đấy. Bữa khám đây kỳ này. Đây là cái khẻ đúng không? Cái khẻ gà. Ừ. Là con gà gì? Nó giống như kiểu gà tre ấy. Chim gì? Chắc ở tên phổ thông thì gọi là chim thôi nhỉ? Này, đồng còn đẹp lắm mà. Ừ, giật cả mình ấy. Nó chỉ sao của nó đây ấy. Cho một bãi vào tay của Khay rồi.